Với khoảng là hơn 10 triệu đồng mà anh em muốn tìm cho mình một chiếc máy vừa có cấu hình ngon vừa ổn định, nhưng mà nhất định là phải có thêm những yếu tố chủ chốt như là nó phải là bền bỉ theo thời gian. Mà bền bỉ thì kim loại nó vẫn sẽ là tốt hơn nhựa đúng không nào? Vậy thì một chiếc máy có những yếu tố như vậy thì tìm đâu ra bây giờ? Nó rất là khó đúng không anh em? Nhưng mà không sao cả, khó đã có FPC Laptop lo. Hello anh em, mình là Sơn. Chúc mừng anh em đã quay trở lại với kênh công nghệ và chia sẻ của FPC Laptop. Chiếc máy mà mình muốn đem đến cho anh em ngày hôm nay đáp ứng đủ những yếu tố kể trên, đó chính là mẫu Acer Aspire 5. Mẫu sản phẩm này thì bên mình đang bán với một cái mức giá phải gọi là quá mềm so với thị trường. Nó chỉ hơn 10 triệu đồng mà thôi. Về mặt thiết kế thì anh em có thể thấy ngay ở đây là từ bên ngoài của chiếc Aspire 5 là một cái lớp sơn màu vàng đồng nhạt, đem lại cảm giác nó khá là an tâm cho người sử dụng. Chính giữa của năm máy là logo Acer quen thuộc, một cái nét nhận diện thương hiệu không thể nào rõ ràng hơn được. Bốn cạnh của máy thì được bo cong khá là nhiều, đem lại cảm giác cầm nắm rất là tốt, nó rất là chắc chắn. Cân nặng của nó thì cũng chỉ rơi vào khoảng là 1,44 kg, độ mỏng thì sẽ là 17,95 mm. Lúc đầu thì mình chỉ nghĩ là chiếc máy này thì sẽ được làm từ nhựa mà thôi, vì nó quá là rẻ mà, nó chỉ là hơn 10 triệu đồng mà thôi. Anh em thì có thể nhìn sang một số mẫu máy khác của Dell như là 7390, 3511 hay là HP Pavilion 15. Tất cả những mẫu máy này thì đều được làm từ nhựa, nhưng mà giá của nó thì lại cao hơn khá khá. Còn ở trên mẫu Aspire 5 ở cái phần mặt A này thì chúng ta sẽ có là kim loại. Khi mà sờ vào thì sẽ thấy mát lạnh luôn, lau chùi cũng rất là dễ dàng. Và đặc biệt là với cái mặt kim loại và cái lớp sơn mịn này thì nó cũng sẽ tránh được cái bụi cũng như là bám dấu vân tay của anh em rất là tốt. Anh em sẽ không phải mất quá nhiều thời gian vào cái việc là lau chùi suốt ngày chiếc laptop của mình nếu muốn nó sáng bóng. Mở máy lên thì chúng ta sẽ thấy ngay là chiếc màn hình 14 inch Full HD IPS. Nói đến cái phần này thì mình sẽ phải dành một cái lời khen vì nó quá là đẹp luôn anh em ạ. Độ sáng màn hình là 250 nits và độ bao phủ màu là 64% sRGB. Một độ sáng cũng như là cái độ bao phủ màu nó không quá là cao, nhưng mà chất lượng hiển thị mà nó đem lại thì ngon hơn rất là nhiều khi mà nhìn vào cái phần thông số. Màu sắc thì phải nói là chân thực, trong trẻo mà không bị bệt màu đâu anh em ạ. Ở cái tầm giá này thì mình chưa thấy chiếc máy mới nào mà lại có thể là sở hữu một chiếc màn hình xịn sò như thế này. Chỉ có những cái mẫu máy đời cũ của dòng Dell Latitude như là 7390 mới có thể có được. Mà cái mức giá cũ thì nó cũng xem chiếc Aspire 5 này rồi, thậm chí là còn cao hơn một chút. Màu sắc thì cũng chưa thể nào đẹp được bằng, sẽ chỉ vào khoảng là 7/10. Thêm vào đó thì do là được trang bị tấm nền IPS nên là nó cũng sẽ cho chúng ta góc nhìn rộng rãi lên tới là 178 độ. Trên những mẫu máy mà được trang bị tấm nền TN thì chúng ta sẽ không cảm nhận được những góc nghiêng, chỉ có thể là thấy rõ nhất khi mà nhìn trực diện vào chiếc màn hình. Thêm vào đó nữa thì ở chiếc màn này thì là chiếc màn nhám nên là nó cũng sẽ giúp cho anh em không bị hiện tượng là phản lại bóng của mình ở cái nền đen, học tập làm việc cũng sẽ là không bị khó chịu. Ở phía trên thì chúng ta sẽ có thêm một chiếc webcam 720p và micro đàm thoại. Chất lượng hình ảnh cho ra sẽ dừng ở cái mức là trung bình, đủ để anh em có những trải nghiệm trong những buổi họp hay là học tập online. Còn về mặt âm thanh thì ở trên những chiếc máy giá rẻ này thì mình cũng đã nói đến rất là nhiều rồi. Chất âm thì là không cần bàn tới, chúng chỉ nghe gọi là chống điếc mà thôi. Còn về âm lượng to hay là bé thì mình thấy là nó cũng ở cái mức là vừa đủ nghe trong phòng, nó không bị là quá bé. Quay xuống cái phần bàn phím của chiếc Acer Aspire 5 này thì do là chiếc máy có màn hình là 14 inch nên là chúng sẽ được sở hữu bộ bàn phím tiêu chuẩn. Phím thì sẽ được làm chìm sâu xuống một chút so với bề mặt chiếu nghỉ tay. Độ nảy theo như mình cảm nhận thì nó sẽ là hơi nông một chút, nó vào khoảng là 1,3 mm. Phím thì sẽ là hơi cứng nhẹ khi mà bấm. Khi mà nó đã có một cái bộ vỏ cứng cáp, chiếc màn hình tuyệt đẹp thì ở phần phím này thì nó không phải là quá hoàn hảo. Nó sẽ dừng lại ở cái mức là trung bình, chấp nhận được ở cái mức giá này anh em ạ. Chúng ta sẽ không thể nào đòi hỏi được quá nhiều thứ. Cái điểm mà mình thấy hơi tiếc ở đây đó chính là việc chiếc Aspire 5 này nó không có đèn LED phím anh em ạ. Những anh em nào mà thường xuyên phải làm việc muộn hay là làm việc ở những cái nơi mà điều kiện thiếu sáng thì đây sẽ là một cái điểm bất lợi nhỏ. Touchpad phía dưới thì được làm vừa phải, nó không quá nhỏ, nhưng mà thao tác di vuốt mình thấy là ok và mượt mà, không có gì chê trách ở cái phần touchpad này cả. Còn về mặt các cổng kết nối của chiếc Acer Aspire 5 này thì nó có đầy đủ cả cổng mới lẫn cổng cũ cho anh em sử dụng. Với bên cạnh phải sẽ là một jack tai nghe 3,5 mm, một cổng USB tai A và một khe khóa Kensington. Cạnh trái sẽ được bao gồm cổng mạng LAN, cổng HDMI để xuất hình trình chiếu,
hai cổng USB Type-A và một cổng USB Type-C để truyền tải dữ liệu đơn thuần chứ chưa được tích hợp thêm Thunderbolt. Con này mà được thiết kế thêm cổng Thunderbolt 4 nữa thì mình thấy là nó quá là bá đạo trong tầm giá là hơn 10 triệu đồng. Và đương nhiên là sẽ phải nể luôn cả cái ống thiết kế nữa. Ngoài ra thì chiếc Aspire 5 này thì nó sẽ còn được tích hợp thêm hẳn là Wi-Fi 6 để giúp cho anh em có một cái băng thông nó rộng hơn, đường truyền ổn định trong suốt quá trình sử dụng. Một cái điểm mà mình lại thấy là nó ngon lành nữa rồi anh em ạ. Và tiếp theo đây thì chúng ta sẽ đến với cái phần hiệu năng của chiếc Aspire 5 này. Intel Core i5 1135G7, con chip với 4 x 8 luồng với cái mức xung nhịp cơ bản là 2.4GHz và có thể là turbo lên là 4.2 đi kèm chiếc Carbon Intel XE. Nhiệt độ của những dòng chip đời mới này cũng vì thế mà rất là mát mẻ, chỉ với là 45 cho tới 50 độ C với các tác vụ văn phòng anh em ạ. Mình có đo thử cho anh em xem cái hiệu năng của con chip Gen 11 này thông qua phần mềm Siemens R23 và R15 ở đây. Anh em có thể thấy là cái điểm đơn nhân sau khi mà Zender xử lý tính toán ở các bài test hiệu năng với Siemens R23 là 1.278 điểm, đa nhân thì sẽ là 5.217 điểm. Số điểm ở Siemens R15 cũng rất là ok. Với cái số điểm từ hiệu năng ngon như thế này thì các tựa game import như là Liên Minh này, Dota hay là CSGO thì anh em đều có thể là chiến được hoàn toàn là mượt mà. Còn với những tác vụ 2D như là Photoshop để cắt ghép, chỉnh sửa ảnh hay là làm video với Premiere thì anh em đều có thể là làm tốt ở cái mức là bán chuyên nghiệp. Ở đây thì mình có test thử với tựa game FIFA Online 4 và Liên Minh Huyền Thoại. Cả hai tựa game này thì đều cho chúng ta một cái mức FPS nó khá là ok trong suốt quá trình trải nghiệm. Nó sẽ không bị hiện tượng giật lag nào cả. Với FIFA thì điện nó sẽ ăn khoảng là 11 cho tới là 13W, còn nhiệt độ cao nhất cũng chỉ dừng ở cái mức là 64 cho tới 65 độ C mà thôi. FPS ổn định ở cái mức là 60. Còn với cái tựa game Liên Minh Huyền Thoại thì mức FPS ở ngoài giao tranh lên tới là 100 FPS, trong giao tranh thì sẽ giảm xuống đôi chút ở khoảng là 80 cho tới là 90. Điện ăn nhiều hơn vào khoảng là 18W và nhiệt độ cao nhất cũng chỉ vào khoảng là 68 độ C mà thôi. Mức nhiệt độ cũng như là FPS ở những cái tựa game eSports như thế này thì mình thấy là rất là ngon với một chiếc máy tầm giá 10 đến 11 triệu đồng. Nói chung là ở cái phân khúc giá rẻ thì Acer Aspire 5 đang là một chiếc máy tốt để anh em có thể là vừa học tập, vừa làm content kế toán quản trị hay là những anh em nào mà học về chuyên ngành IT hay là coder. Acer sẽ là một cái thương hiệu tồn tại hơn 20 năm rồi nên là chất lượng máy thì anh em không cần phải quá lo lắng khi mà so sánh nó với Dell hay là HP. Ngoài ra thì khả năng nâng cấp của máy cũng được hỗ trợ khá là tốt với một RAM 4GB on main và một khe tháo rời. Có thể nâng cấp thêm một thanh RAM 16GB nữa để lên thành là 20GB. SSD M2 có thể tháo rời và nâng cấp và nó vẫn sẽ có thêm một cái khe chờ 2.5 nữa để anh em có thể là lắp thêm một ổ cứng lưu dữ liệu không cần đến ổ gắn ngoài. Với cái hiệu năng cũng như là khả năng nâng cấp tốt như thế này thì anh em cứ thoải mái dùng trong 4 đến 5 năm đại học nữa. Thậm chí nếu anh em nào mà giữ gìn máy tốt thì có thể hỗ trợ thêm vài năm nữa là bình thường. Còn về hiệu năng của pin thì ở trên mẫu Aspire 5 này sẽ là viên pin với dung lượng là 3 cell 48W. Một viên pin vừa phải ở cấu hình này, nó sẽ đáp ứng cho anh em những tác vụ văn phòng vào khoảng là 6 giờ đồng hồ. Còn nếu mà như anh em giảm độ sáng màn hình xuống hay là để nó ở chế độ tiết kiệm pin thì mình nghĩ rằng nó sẽ được lâu hơn một chút. Nói chung là nó cũng sẽ là phụ thuộc vào những công việc của anh em đang làm nên là mình ước lượng ở cái mức là trung bình mà thôi. Còn với những tác vụ nặng hay là anh em dùng tổng hợp thì sẽ cần phải đem theo cục sạc bên mình khoảng là 2 lạng nữa. Và rồi ok, vừa rồi là những cảm nhận cũng như là chia sẻ của mình về mẫu Aspire 5 này. Nếu anh em quan tâm đến sản phẩm thì có thể là tham khảo link ở phía dưới mô tả video này. Còn anh em có những cái đóng góp hay là ý kiến gì về sản phẩm, chất lượng video thì có thể để lại comment ở bên dưới. Chúng mình sẽ cải thiện và rút kinh nghiệm để đem đến cho anh em những video là hay hơn, bổ ích hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.